bức xúc vì trọng tài thiên vị Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Bình Định nhận cái kết cực đắng. Sau những hành vi phản ứng trọng tài Trần Ngọc Nhớ, huấn luyện viên Đức Thắng đã bị ban kỷ luật VFF ra án phạt vô cùng nghiêm khắc trước thềm trận đấu với Việt Teo. Ở trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Topen Bình Định trên sân Pleiku, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi tưởng tượng ra một quả phạt đền cho đội chủ nhà sau pha ngã giả vờ của Trần Minh Vương. Văn Thanh không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11 m và cướp đi hai điểm của Bình Định đầy cay đắng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng của Topen Bình Định không thể giữ được sự bình tĩnh và phản ứng dữ dội với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Sự thiếu kiềm chế của chiến lược gia này đã khiến ông dính thẻ đỏ dù trận đấu đã kết thúc. Sau đó, trong phòng họp báo, ông Thắng cho rằng trọng tài đã tặng điểm cho Hoàng Anh Gia Lai để giúp đội bóng phố núi trụ hạng tại V-League 2022. Mới đây, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, VFF, đã ra án phạt dành cho huấn luyện viên Đức Thắng. Cụ thể, Ban Kỷ luật VFF quyết định cấm chỉ đạo với huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thêm một trận, do lỗi phản ứng thái quá với trọng tài Trần Ngọc Nhớ. Trao đổi với Dinh, trưởng Ban Kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành nói, theo luật thì thẻ đỏ dành cho quan chức đội bóng chỉ bị cấm tham dự một trận nhưng chúng tôi xét thấy hành vi này vi phạm điều 58 quy định kỷ luật VFF nên tăng thêm một trận. Cụ thể, mục 7 điều 58 khoảng 1 ghi, người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, ban tổ chức giải vì bất kỳ lý do gì khi những người này đang làm nhiệm vụ, thì tùy theo mức độ vi phạm, sẽ bị cảnh cáo hoặc bị đình chỉ thi đấu, đình chỉ làm nhiệm vụ ít nhất 2 trận và bị phạt tối thiểu 5 triệu đồng. Ngoài ra, huấn luyện viên Đức Thắng còn phải đóng phạt 5 triệu đồng vì lỗi phản ứng câu lạc bộ Bình Định có thể khiếu nại nhưng nhiều khả năng đội sẽ không gửi đơn cho ban giải quyết khiếu nại VFF theo như lời của chính ông nói trong phòng họp báo sau trận. Như vậy, Topen Bình Định sẽ phải thi đấu mà không có sự chỉ đạo trực tiếp từ huấn luyện viên Đức Thắng trong trận gặp Việt Teo và Sông Lâm Nghệ An. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.